Nhìn đang đeo túi và sao con nghe để đi chợ mua rau đây? Con dụ tay mẹ con. Bông! Để đi mua rau cho ai đây? Mua ra chị rau. Mua rau về làm gì đấy? Mua rau về làm gì đấy? Mua cả thịt cho tôi với nha. Sao mà đi chợ xa thế? Đi mãi không đến nơi à? Mua chưa? Đến nơi chưa? Đến chợ chưa? Ôi trời ơi, mua được rau về cho tôi rồi. Ui rồi dừng. Ui dừng xe. Ôi xuống xe hay xe. À mẹ Trinh. Rau của mẹ đâu? Đâu? Rau đâu? Ơ? À? Không đeo rau cho mẹ à? Bim. Kinh. Lại đi tiếp à? Bấm bíp bíp kinh.